Để con dèo đâu cả. Đang quay đây à? Đi vào cho đóng đây. Đi ra đây. Chào mọi người. Sáng sớm ngày hôm nay 4 giờ sáng là cả ekip đã phải thức dậy rất là sớm, make up, set up và đã quay rất nhanh để 11 giờ chúng ta sẽ chuyển sang một bối cảnh lớn hơn là cảnh cuối cùng của trong phim. Chắc chắn là cái cảnh này sẽ đem đến nhiều cảm xúc cho các bạn khán giả. Làm chủ quay, chủ quay, chủ nhân viên Lan Ngọc. Để coi cái này. Hôm nay là đám cưới của An Chi và Nam Phong. Thì cái thật sự là mọi người đã rất là đầu tư một cái bối cảnh đẹp lạ để đem đến cho cái bộ phim có nhiều màu sắc hơn. Biết anh ta là con của chủ tịch đoàn. Không mà bên này bảo không được bắt được. Em có đồng ý anh chọn khác vừa in luôn. Chỉm Châu cười nhăn là chị không monitor chị thấy nên chị nhắc nhở Chỉm Châu. À các bạn nên nhớ là hãy đặt sữa tươi an toàn. Chỉm Châu sẽ giao tới nhà nha. Chỉm Châu vô đây bán sữa nè em. Đặt ít nhất 2 lít nha mọi người. Nhà Chỉm Châu là bán thịt sạch, tất cả các thực phẩm đều sạch hết nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. 40.000 nè em với mình bên này này. Luôn lấy. Đứng đi có người che dù. Bớt đi. Tất cả mọi người đều không xứng đáng làm đồng nghiệp của Minh Huy này. Hai đứa này nó tấn công em liền, em chạy lui lại trên này. Ra đây này, nó chạy lui. Nó tống cái, chạy lên lên lui lui lại. Nếu mà anh không làm như thế. Nào, một, hai. Đâu? Đâu đã làm đâu? Thế chứ, anh phải như này. Hốp Mamma Mia ở bên ngoài là mọi người bước. Này, ngồi đây đi này. Qua kìa, coi nó làm. Rồi, diễn. Bước. Oh, Mamma Mia. Chúc mừng chị mình, anh mình. Wow. Đây, 1, 2, 3, 4, rồi chạy luôn nha. Rồi, lên bên. Tấn công!
Nhìn thẳng mình bằng nhìn mắt em luôn. Vô luôn, vô luôn. Cả nhà luôn. Tắm nữa nè, 1, 2, 3. Ok. Rồi. Quay. Bên trên.